Đây là món cánh gà chiên mắm mà mình vừa hoàn thành xong. Mình đã rắc lên một lớp vừng trắng để cho tăng thêm cái độ mùi thơm và béo. Món này thì mọi người sẽ nên ăn cùng với cả cơm nóng nhé. Mình sẽ dừng video nấu ăn này ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì hãy cùng mình đi làm một món, đó là cánh gà chiên mắm. Mình đã ướp vào cái phần cánh gà này, đó là nước mắm này, tỏi, hạt tiêu. Và bây giờ thì mình sẽ cho thêm cái phần bột vào, sau đó chiên lên. Mình sẽ thêm vào đây bột chiên rồi. Mọi người cũng có thể cho bột bắp vào. Cho bột chiên giòn vào, vừa để cho gà chiên đỡ bị bắn, mà cái phần gà khi mình cho bột thì nó cũng sẽ giòn hơn. Để đảo vào cái phần gà này thấm vào bột. Đem chiên lên. Cho dầu nóng, mình sẽ cho gà chiên. Mọi người cứ chiên ở lửa to, cho gà được giòn. Phần đầu cánh thì lát nữa mình sẽ cho vào sau.
chua thì sẽ ngon hơn. Đun lên sệt sệt để lấy cái nước sốt để mình sẽ nấu gà nhé. Rồi mình sẽ cho gà vào đây. Mẹ chào Du. Chào bố. Chào cả nhà vào lớp. Chào mẹ. Đã chào mẹ còn mẹ bảo là con mang đi về. Đây là con mang đi về nha. Ok. Con để vào tủ lạnh nhá. Ok. Để con không uống nhá. Đâu, bây giờ chuẩn bị ăn cơm, chú uống gì nữa. Bạn có uống rồi, nó bảo là mẹ bảo là không ăn để ăn cơm không được ăn. Vâng. Nhớ phép thì em thôi để đi vào đóng vào nó mà không được cái đó thì dính quá dính nó có nhựa nó thì dính Du ơi, con bật đèn lên đi cho nào sáng. Du bảo bố đi tắm cho Du đi. Hôm nay bố tắm đi. Thank you.
cho thêm một chút mật ong. Mình sẽ rắc thêm một chút mè. Cái cây dao này là không sử dụng nữa à? Không sử dụng nữa. Nhà con không sử dụng đấy. Mình chưa mua nhưng giờ nắp tủ thừa. Cái này hàng xịn rồi chứ. Thì lấp. Thì lấp xịn rồi chứ. Để bỏ ra ngoài này. Anh có tắm không? Nào cũng ăn cơm 7 giờ. Lần sau mà con muốn chơi thì con về sớm hơn. Mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Thank you.